Thưa quý vị và các bạn, qua đường dây nóng của Đài truyền hình Đồng Tháp, người dân ở thành phố Sa Đéc phản ánh những bất cập trong công tác quản lý, tổ chức vui chơi tại quảng trường thành phố Sa Đéc, dẫn đến mâu thuẫn giữa người dân và lực lượng bảo vệ tại đây. Nhiều người còn quay video đưa lên mạng xã hội với nhiều thông tin trái chiều. Nguyên nhân mâu thuẫn này từ đâu và cụ thể câu chuyện như thế nào? Phóng viên truyền hình Đồng Tháp đã tìm hiểu sự việc. Đây là những hình ảnh được người dân ghi lại đưa lên mạng xã hội với thông tin rằng lực lượng bảo vệ tại quảng trường thành phố Sa Đéc không cho người dân mang giày patin vào chơi. Tuy nhiên, qua trao đổi với ban quản lý công trình đô thị thành phố Sa Đéc, Đồng Tháp cho biết, để đảm bảo an toàn, tránh té ngã gây nguy hiểm giữa người chơi patin và người đi bộ tại quảng trường thành phố Sa Đéc, ban quản lý công trình đã phân khu khoảng 5.000 m2 quảng trường để người dân chơi patin. Ngoài khu vực này, người dân không được chơi patin. Khi người dân thắc mắc, lực lượng bảo vệ quảng trường chưa giải thích thỏa đáng nên dẫn đến mâu thuẫn trong thời gian qua. Thì mấy ngày nay thì cũng có thấy đưa lên mạng rồi, thì ban cũng có cái mời vô làm việc rồi kêu viết cái tường trình và làm cái bản tự kiểm, rồi ban sẽ họp để mà xử lý theo đúng cái quy định. Liên quan đến thông tin người dân phản ánh khi vào chơi patin tại khu vực quy định, người dân phải thuê giày của một hộ dân cho thuê tại đây, còn ai tự mang giày vào thì không được phép. Dạ, em không được vô bên kia chơi tại vì không có thuê giày phía bên đó, phải thuê bên kia mới được vô bên kia chơi, cho nên là em chơi ở ngoài đây. Theo ban quản lý công trình đô thị thành phố Sa Đéc, tại khu vực chơi patin có một hộ dân làm dịch vụ cho thuê giày. Tuy nhiên, nếu người dân có giày ở nhà tự mang vào thì vẫn được chơi bình thường. Nếu mà gia đình có con em mình có giày gì đó thì vẫn vô đây chơi bình thường, không có phải tốn tiền gì. Còn ai mà muốn vô chơi chỗ dịch vụ này thì mình phải thuê giày để mình chơi. Rõ ràng, việc quy hoạch khu vực dành riêng cho người chơi patin tại quảng trường thành phố Sa Đéc để đảm bảo an toàn cho người chơi và cả người đi bộ là hợp lý. Tuy nhiên, quảng trường cũng là nơi công cộng để người dân vui chơi giải trí, rèn luyện sức khỏe. Do vậy, bố trí khu vực làm dịch vụ và các quy định kèm theo cần phải được cân nhắc, tính toán một cách phù hợp để đảm bảo không ảnh hưởng đến sinh hoạt chung của người dân. Được đưa vào sử dụng từ cuối năm 2023, đến nay, quảng trường thành phố Sa Đéc vẫn chưa nghiệm thu và bàn giao chính thức. Theo ban quản lý công trình đô thị thành phố Sa Đéc, hiện nay, khu vực làm dịch vụ chỉ cho thuê ngắn hạn hàng tháng. Đến khi quảng trường chính thức được bàn giao, sẽ tính toán lại và tổ chức đấu giá cho thuê làm dịch vụ theo quy định.